chào tất cả các bạn. Các bạn có biết đây là cái gì không? Xin giới thiệu với các bạn nha. Đây là một cái khung để làm hoa hồng đó. Thì nếu có cái khung này, các bạn sẽ làm được những cái hoa hồng rất là nhanh chóng thôi. Có thể làm hoa hồng để cắm vào bình này, hoặc là làm lẵng hoa hồng để treo tường cũng được. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng làm với mình nha. Rồi, để làm được một bộ khung làm hoa hồng thì các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một tấm xốp nè, và một cái cơm ba nữa nha. Thì ở đây mình dùng xốp là 3 ly đó các bạn. Nếu chúng ta dùng xốp 1 ly thì nó rất là mỏng, khi các bạn đùa hoa theo thì cái khung của mình nó dễ bị nhèo á. Nên là mình sẽ dùng xốp 3 ly để cho nó cứng hơn một xíu nha. Rồi thì làm khung hoa hồng cũng đơn giản thôi các bạn. Trước tiên các bạn lấy bút chì nè, các bạn vẽ cho mình một cái phần nhụy hoa. Thì mình sẽ vẽ cơ bản thôi, sau đó các bạn cứ vẽ những cái vòng tròn như thế này. Khoảng cách giữa hai vòng tròn này các bạn, thì mình vẽ là khoảng là 1,5 cm đó. Các bạn vẽ cho mình tổng cộng là 3 vòng tròn nha. Thì đây sẽ là tâm của mình nè. Đây là tâm vòng tròn. Thì các bạn đếm ra nè. 1. Này không tính đúng không? Thì cái này sẽ là vòng số 1 nè. Cái này là vòng số 2 và cái này là vòng số 3 nha. Thì các bạn cứ vẽ khi nào mà cái này nè, với cái điểm đầu tiên của mình đó, nó giáp ra phía ngoài. Đó thì các bạn dừng lại nha. Cái vòng cuối cùng của mình sẽ đi tròn lại một xíu. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cụ thể cho các bạn nè. Thì bây giờ mình đã có cái cơ bản là cái khung vòng, các vòng tròn như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạo đường viền cánh hoa dựa trên những cái vòng tròn mình đã vẽ nha. Các bạn chú ý vẽ những cánh hoa cho nó đều nhau ha. Đây là một này. Cố gắng vẽ các cánh cho đều nha các bạn. Chứ nếu không, các bạn khi làm nên cái hoa nó sẽ có cánh cao, cánh thấp và to nhỏ không đều, nhìn nó không có được đẹp đâu. Nên là bước này khá là quan trọng nè. Lúc nãy thì mình vẽ cái khuôn đường tròn nó hơi to, thì bây giờ mình có thể xịt vào một tí. Thì cái hôm nãy chỉ là cái khuôn thôi các bạn, còn bây giờ mới là bước quan trọng để các bạn chỉnh sửa lại đây. Vừa vẽ mình vừa canh sao cho khoảng cách giữa các cái vòng tròn trong và ngoài nó đều nhau nha. Khuôn của mình sẽ kết thúc tại đây. Đó thì mình nhắc lại nè, cái vòng của mình sẽ gồm có một cái chính giữa, thì cái tâm vòng tròn thì các bạn gọi lên như là cái nhụy đi. Đó thì đếm ra đây, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng nha. Vậy là xong. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái khuôn của mình ra này. Mình sẽ cắt vòng trước để mình dễ cắt hơn nha, chứ cái miếng này to quá.
nãy khi mà mình đổ cái vòng tròn để mình vẽ lúc đầu tiên á, thì đối với mình thì mình vẽ quen rồi nhưng mình không cần dùng cung ba, mình đổ vòng tròn cũng được. Còn nếu bạn nào mà không vẽ được vòng tròn á, thì các bạn có thể dùng cung ba để vẽ những cái vòng tròn đầu tiên cho nó dễ hơn nha. Các bạn, như vậy là cơ bản chúng ta đã xong một cái khung rồi đúng không? Thì bây giờ đây này, nếu như mình để xích như thế này này các bạn, thì khi các bạn dùng bút các bạn đồ cái hoa hồng xuống phía dưới để làm hoa hồng á, khi mình làm thiệt á thì mình sẽ không có đồ được. Thì thế các bạn sẽ cắt bớt cho mình này, đây khung như thế này đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ cắt những cái viền ở trong đây, các bạn sẽ cắt vòng tròn, bỏ hết những cái đỉnh nhọn phía trong đi. Đây ví dụ như thế này, cắt hết viền luôn. Đó, cắt viền hết đi, các bạn hiểu không? Đó, mình cắt viền hết, bỏ hết tất cả cái đỉnh nhọn đi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt lần lượt này. Này các bạn, bây giờ giữa các cái phần, giữa các cái vòng tròn của mình nó đã có một độ hở nhất định rồi đúng không? Như thế này thì khi các bạn làm hoa các bạn sẽ dễ cuốn cánh hoa hơn này, với lại là các bạn cũng sẽ có cái khoảng cách để mình đồ đó, mình dùng bút mình có thể đồ xuống phía dưới đó các bạn. Mình sẽ thử đồ cho các bạn xem nha. Các bạn trống thì các bạn có thể đồ được rồi nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ tới phần là mình sẽ cố định cái khung của mình nè, để cho nó không có chạy chạy như thế này nữa nè. Thì mình sẽ dùng một miếng xốp, mình sẽ cắt một đoạn thẳng dài như thế này cho nó bằng cái đường kính của cái hoa mình á. Mình sẽ xịt các cái phần đồ cho nó cắt nhau ra rồi mình mới gắn. Mình sẽ dán lần lượt từng đoạn để mình có thể cắt những cái này ra này. Các bạn, như vậy là mình đã làm xong một cái khuôn để làm hoa hồng rồi đó.
Thì từ cái khuôn này mình sẽ làm hoa hồng như thế nào thì các bạn hãy xem tiếp video sau của mình nha. Nếu các bạn cảm thấy kênh của mình hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video làm hoa hồng tiếp theo này. Bye bye, xin chào các bạn nha.